tướng đánh tin khá hiệu quả. Tướng đỡ đòn nhưng mà cái lượng sát thương của nó là rất là lớn. Đó, anh em có thể là cược cái cờ bằng cái chiêu biến hình quẩn luôn, đứng trụ quẩn luôn, khó là khó. Các bạn thấy không, cái độ trâu của cái con này tăng nhà chính vẫn tiêu diệt tướng địch tầm ầm, trong khi còn một tí máu nó đánh làm chậm. Rồi, kết thúc thôi, phá nhà này. Rồi, rồi ra bảo kê thanh niên on này. Thanh niên này ra bị móc hậu, hồ nhảy lên và bút giáp và đẩy tướng địch ra. Sau đó dùng chiêu cuối đẩy tướng địch. Đó, mình sẽ cân hai luôn. Thanh niên on chạy vừa đi này. Thanh niên này chạy được không? Rồi, thanh niên này đã bút tăng tốc chạy rồi. Thôi đánh phải ra hỗ trợ vậy. Thanh niên on nên rút lui đi. Thanh niên làm gì đấy. Rồi còn ba thanh niên cơ mà, ba thanh niên cơ mà. Giờ mình có chưa có chiêu cuối, mình chưa có chiêu cuối. Có rồi. May quá, cân ba luôn. Sao phải xoắn cân ba? Cân ba. Thanh niên này đi làm gì? Chạy đi làm gì? À, hai thanh niên AP bên mình chưa chiến dịch thuật đầy lẻ và giao nhiệm vụ cho mình một mình phải thủ bốn bạn thiên địch, còn bạn Chư Vân đang ở nhà. Rồi, thanh niên này nào vào trụ một mình định làm gì? Này mình nào vào trụ định làm gì? Anh bảo kê trụ rồi, một mình anh cân hết luôn. Thanh niên on chạy đâu cho hết. Thanh niên chạy đâu cho hết này. Và thanh niên này có cái chiêu của khói thanh kiếm này, nó bị bất tử rồi, chết không, rất đáng tiếc. Nhưng mà trận đấu đã kết thúc rồi. Hồi điểm độ màu đỏ để biến hình tiếp theo. Rồi, thanh niên Maloc có một cú trời giáng rất là kinh khủng. Rồi, thanh niên Vida đã chạy được rồi và em truy sát đến cuối cùng. Em đua tốc độ nhanh hơn, nhảy lên nằm xuống. Rồi rút lui. Trụ quá nghi hả? Ra vào trụ team địch phút thứ 7 như là nhà mình. Định làm gì? Này thì đuổi anh. Rồi, tạm biệt em là bố nha. Em úp mặt dưới đất trở về với sông quê đây. Băng trụ luôn. Quẩy luôn. Băng trụ chết tăng nào. Có là máu nào. Đấy, hôn gió nhiều quá. Rồi, băng trụ chết tăng bị choáng nhiều quá. Xoay tay. Rút nuôi. Anh bò định làm gì? Trời ơi, anh một con bò của anh bò không hết giáp của mình. Rồi lại bọc giáp ra, giáp nhiều quá nhiều luôn. Rồi quẩy luôn. Rồi hôn gió liên tục, choáng liên tục. Rồi một nhà thanh niên Natalia đã ra hỗ trợ kịp thời. Rồi hai thanh niên này chỉ gai ngứa là mình làm gì có tác dụng gì. Rồi dạ. Bấm không để cho bút từ Vlai chạy đi à, vẫn chạy được kìa, chạy rất là ảo diệu. Cần luôn cả ba, sợ gì. Bốn vào đây, cân hết. Một mình anh cân hết. Sợ sao phải sẵn nhỉ, anh quá khổng lồ thì không phải sợ đứa nào. Này, bốn này, cân bốn luôn này. Anh em thấy không, quá bá đạo luôn. Chạy hết rồi, hai người chạy này. Hai người hết máu chạy rồi, máu chạy này. Mình cân bốn mà đuổi hai chạy, quá là bá đạo luôn. Rồi đồng đội bây giờ mới đến, rồi quất luôn. Một mình anh cân 4 rồi đồng đội đến thì team kia làm sao cửa. Rồi